Gà tre Bắc cổ hơn 8 năm tuổi đúng không? Này già lắm rồi. Đây, gọi là cụ cũng cụ gà rồi. Hai nghìn mười ba đến giờ là 2022 rồi, mẹ phải gần chục năm rồi, 9 năm rồi. Thay bao nhiêu lần cựa rồi đúng không? mấy lần đợt ở nhà em đã 2-3 lần rồi. Anh Tuấn anh cũng thu được, anh Tuấn bảo thu được 3 hay 4 bộ cựa của nó ấy. Chưa kể cho đi mượn đập mái nữa, khác nơi nữa. Này nó không lấy được, không được, không dài, không dụng rồi. Thế đâu còn đặt được mái, giả có không đặt được mái. Nát không nó vào bắt, bắt thả mẹ ra. Giá nó không đổi chân này. Lạ quá. Mọi người lên chức cụ quá cụ rồi. 9 năm rồi thì 2013 đến nay. Có phải là cho nào mượn nó bị đơn như có gãy khuỳnh chân này kìa, vâng. trước trước thả ngoài vườn có bị khuỳnh chân thế đâu. Già quá rồi, 9 năm tuổi rồi nên là lông thay cũng không không nhanh được như là bọn trẻ được. Thay nó phải thay từ đợt đấy, đây là mấy tháng rồi nhỉ, 4-5 tháng mà chưa thay được hết lông, không chịu. Cho ăn uống thì đầy đủ luôn, sâu canxi dễ nhất đầy đủ rau. Tức là trên bắt ở nhà bạn em rồi, nó đã bắt được thay đuôi ý. Đấy giờ nó đang thay đến lông cỏ đúng không, bao nhiêu lâu rồi? Đạt được không? Ui giời, ui giời. Cụ hành xử để thấy ông nội không thể xuống được, không thể xuống được, là 9 năm tuổi không thể làm mãi nữa, nó tím hết mặt mày. Chưa thà cái gì tím rồi cũng khó, con má này có 4 lạng thôi, trống gần cân 9 lạng. Cái này phải mãi tầm 6 lạng nó mới chịu được trống. Và được cựa ngắn này tí thì cụ gà từ năm 2013 đến nay 2022 rồi, 9 năm rồi. Vẫn căng, vẫn không thoải mái luôn. Đang muốn đi lính đây, để đúc đây nhưng mà giờ về à đúc rồi. Già quá rồi, giờ lúc thật được đấy, má làm được đâu. Chăm lốt rồi. Cho nó sống lốt quãng đời còn lại cho nó... Hào hùng quá này, ra bao nhiêu là hậu duệ này. Thật ra con nào chỉ có một form dáng.